Bộ đôi thuốc thảo dược trị mỡ máu cao Bilopid thuộc hoa tim mạch Bilocap. Bilore TV, kênh truyền hình về sức khỏe và sắc đẹp. 4 sai lầm nghiêm trọng khiến việc điều trị bệnh mỡ trong máu cao không hiệu quả. Nhiều người đang loay hoay không biết vì sao mình điều trị bệnh mỡ trong máu cao lại không hiệu quả, trong khi đó những người khác lại chữa thành công. Chúng ta cùng tìm hiểu những lý do sau đây nhé. Thứ nhất là ăn kiêng quá mức. Ăn uống kiêng khem quá mức, chỉ ăn tinh bột không phải là cách hạ mỡ máu khoa học. Nguyên nhân là do cholesterol được tổng hợp từ hai nguồn. 20% cholesterol trong máu được tổng hợp từ thức ăn, 80% còn lại do gan tổng hợp. Gan sẽ tự tổng hợp cholesterol và LDL nhiều hơn khi cơ thể chỉ nạp tinh bột. Thứ hai là lối sống không khoa học. Rất nhiều người ỷ lại hoàn toàn vào thuốc mà không có lối sống lành mạnh. Nhiều người vẫn sử dụng thuốc lá, bia rượu, nước ngọt và không tập thể dục. Thứ ba là không tuân thủ nguyên tắc điều trị. Rất nhiều người bệnh không tuân thủ quy tắc sử dụng thuốc khiến việc điều trị kéo dài. Bạn phải uống thuốc đủ liều, đúng thời gian thì mới đem lại hiệu quả cao nhất. Và cuối cùng là điều trị nhiều bệnh một lúc. Cùng lúc điều trị nhiều bệnh khiến cơ thể không thể hấp thu tối đa dược tính của thuốc. Uống nhiều loại thuốc sẽ kéo dài thời gian điều trị bệnh của bạn. Như vậy, để quá trình điều trị mỡ máu cao đạt hiệu quả, bạn thực hiện theo 4 nguyên tắc dưới đây. Thứ nhất là ăn uống điều độ. Thứ hai là lối sống khoa học. Thứ ba là điều trị nghiêm túc. Và thứ tư là không uống nhiều các loại thuốc. Cần hỗ trợ thêm thông tin từ các chuyên gia, bạn vui lòng liên hệ hotline 0909 316 597 hoặc 0962 158 661. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thông tin tại website quendimomau.com, youtube.com/bilora tv, hoặc bạn có thể đến địa chỉ dược phẩm Bilora tại số 32 đường 34, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.